Tần, Bạch Chi Bạch Thắng, Sơn Tần, không gục ngã, Sơn Tần, Bạch Chi Bạch Thắng, Sơn Tần, không gục ngã, Sơn Tần, Bạch Chi Bạch Thắng, không gục ngã. Ủa cái gì vậy? Vậy sao vậy? Bây giờ á, anh muốn tìm việc làm thì anh phải nghĩ ra được cái nào mà sở trường của mình á. Sở trường của tôi hả? Ừ. À, để tôi nghĩ coi. Only you. Anh tự tin quá vậy anh hai? À, em khoan, em xách cái gì nặng vậy? Để anh xách giùm cho. Ừ, nặng lắm anh. Ừ, không sao đâu, anh xách được mà. Đâu anh còn giật chết mà huống chi mấy cái thứ này. Nhà em ở đâu? Để anh khi anh đem về nhà em cho nha. Dạ chú, nhà con ở trong kia. Chú gì? Anh mới có hầm mấy chú? Anh là cháu của bác Tứ, ở dưới quê mới lên, ở Sóc Trăng. À, anh là cháu của bác Tứ hả? Ừ. Hèn gì à, em nhìn anh có sai xem giống bác Tứ ha. Đúng rồi, bác của anh mà. Em giống bác. Ủa, vậy là em cũng ở trọ nhà của bác Tứ luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở trọ nhà bác Tứ. Vậy mình là người một nhà rồi. Dạ đúng rồi ạ. Thôi để anh đem em đồ vô cho em nha. Em lên anh cổng lên phòng luôn cho. Dạ thôi được rồi anh, em cảm ơn anh. Trời anh, chứ không phải đi qua quán cà phê anh mộng thường hay sao tự nhiên giờ đồ lên phòng ta? Thì để đi sau đi. Anh có thấy phụ nữ người ta thiên nặng không? Đàn ông thì không có ga lăng gì hết trơn hết trời à. Em, từ nay mình là người một nhà rồi. Mai mốt có chuyện gì á, cứ nhờ anh giúp cho, đừng ngại nha. Dạ. Trời ơi, anh Sơn Tường dễ thương quá. Đi, lên anh cổng vô nè. Dạ, thôi được rồi anh. Đem đi ha. Đi. Quá dài đồ này nốt chứ. Cha lùng này thấy là không được rồi đó nha. Anh kêu tôi qua đây chi vậy? Trời ơi, cái này có lợi cho anh lắm. Gì đây? Anh muốn hát karaoke để tặng 10 ly cà phê. Được không á? Được. Hát mà 100 điểm là mới được tặng cà phê nha. Còn dưới 100 điểm là một ly cà phê 50 ngàn. Thì luật này đâu ra vậy? Chị mới ra luật hồi sáng này chưa kịp viết lên. Trời ơi. Em chơi luôn nha. Chơi không? Chơi. Chơi luôn. Dạ được. Dạ đúng không? Dạ. Dạ hát bài gì nói chị bấm. Dạ bài gì em hát cũng được hết á. Trời ghê vậy. Dạ. Bây giờ phải bài gì mới được. Anh hát được cải lương không? Cải lương hả? Ừ. Chà cải lương càng là. À Linh Chi. Ủa anh Thiên Tài. Hả? Anh kêu em đến đây để làm cái gì vậy? Anh Sơn Tường muốn hát tặng cho em một bài. Ôi. Tôi nói vậy nào? Trời ơi, em đang giúp anh cu Linh Chi mà. Trời ơi, anh đúng là bạn tốt. Đau không? Ôi, xin lỗi. Tại ở dưới tôi mạnh tay quen rồi. Từ ở dưới quê là tôi chuyên bẻ sừng mấy con trâu điên á. Không sao. Rồi, hát nha. Em muốn anh hát cái gì nè? Em thích... Cải lương đi. Cải lương anh. Chị mở bài cải lương. Cải lương đúng không? Rồi, chuẩn bị nha. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà chích nữ hội ngò ngữ lan sau một năm dài xa dân còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khóc hận vì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn coi biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tâm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Trời ơi sao anh biết em thích cái sở trường cải lương này vậy? Hay quá. Sơn Tường ơi, gái mộ em quá à. Sơn Tường, em phải đi thi. Đúng rồi. Anh Sơn Tường, ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng đối với anh. Phút giây tỏa sáng gần sát bên anh rồi. Chỉ cần anh hát thật tốt, chắc chắn quán quân sẽ là của anh. Và
tôi, tôi sẽ làm một chuyện mà không ai dám làm. Chuyện gì vậy? Tôi sẽ làm quản lý của anh. Quản lý là cái gì? Nói chung là tôi sai sao anh làm vậy? Sao giống chú tôi vậy? Nó là ná vậy đó mà nó không phải. Nhớ anh sai vừa vừa thôi nha. Biết rồi. Và bây giờ trước tiên anh phải luyện cháu. Rửa mặt hả? Không, khò giọng á. Khò giọng? Khò giọng. Ngửa cổ lên trời, ngửa cổ lên trời, ngửa cổ lên trời, ngửa lên, khò, 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 rồi phun 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 ra chứ nuốt tiếng cá. Trời, phun nó không nói sớm nó nuốt rồi mặn chát à? Nước muối ta khò giọng mà. Ai biết đâu? Thôi bỏ đi, bây giờ luyện giọng mì 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 ma mà hai ba. Đây. Ê, mình nội làm đang đang luyện giọng làm mất hứng à? Luyện giọng cái gì, người ta đâu có giọng hát trời phú mà luyện giọng gì. Uống cái này để cơn khẩu không luyện giọng. Cái này gì á chị Sa? Tắc chân đường phèn. Tắc chân đường phèn. Ừ. Cô uống cái này á? À? Uống đi, ngày mai em lên thi là cái giọng của em nó mở ra, nó sáng ra, bảo đảm là hát tốt không ai mà sánh bằng. Uống cho chị đi. Khoan, làm gì vậy? Gì? Chị nấu cái gì cho ca sĩ tôi uống vậy? Mày điếc hả? Mày không nghe tao mới nói luôn á, tắc chân đường phèn. Chị cho ca sĩ tôi uống, chị hỏi ý kiến tôi chưa? Mày lại gì phải hỏi ý kiến mày? Xin trân trọng giới thiệu chị, tôi quản lý của Sơn Tường. Trời ơi, biết gì mà quản lý? Sao không biết? Quản lý bây giờ là lo luôn chuyện ăn uống, tất cả những vấn đề gì của ca sĩ là quản lý lo hết. Để tôi thử, biết đâu chừng uống hả này cái gì tắc gì? Tắc chân đường phèn. Uống vô cái nào bị tắc thở không? Tào lao quá, tự nhiên uống tắc chân đường phèn mắc gì tắc thở? Uống đi cưng, đây là tấm lòng của chị. Dạ dạ. Anh không được uống. Uống. Em có chuẩn bị sẵn cho anh nguyên một tô yến trong kia rồi. Trời đất ơi, yến mà mày làm như là bún tàu mà chân lận tô. Trong cái tô có cái chén nhỏ. Mày rảnh ghê vậy đó. Không được uống, nói chung không được uống. Uống cho chị. Uống đi tôi uống rồi. Uống đi. Không uống, để em uống. Mai chị làm cho một cái món hơn cái món yến của nó. Yến nó ăn nhiều quá là nó bổ quá, không có tốt, chảy máu cam ha. Chị làm một cái món là bảo đảm em bước lên em thi một cái rồi em tỏa sáng liền. Một món gì chị? Gà ác tìm thuốc bắc. Là ngày mai em bước lên á, em cất giọng ca cái là giọng ca của em giống như là con gà gái buổi sáng vậy đó. Trời, giọng ca như gà gái vậy đó, hả? Đúng rồi. Vậy là anh chỉ hát được lúc 5 giờ sáng thôi. Mày tào lao quá. Trời ơi, nó nhắc thèm gà quá. Ngày mai nha, mang gà nghe. Dạ, dạ, dạ. Nhớ nghe không? Thi dạ. Rồi nổi tiếng rồi đừng quên Tiên Sa nghe. Chị yên tâm đi, em vừa nổi tiếng rồi á, không bao giờ em quên ơn của chị đâu. Ấy, tôi là quản lý mà sao không quên bả là sao? Nói chung là không quên ơn của hai người. Đi. Lâu qua nhà tôi. Làm gì? Để ông xuống đi. Trời đất ơi, mấy người không có công nhận công sức của tôi gì hết. Anh Thuận biết không? Em thức dậy từ 5 giờ sáng, em hầm nguyên một nồi cháo sung cho anh luôn á. Cái gì? Cháo gì? Cháo sung. Cháo sung là cháo gì? Cháo với trái sung, ăn mục đích là mai hát cho nó sung. Trời ơi. Tự nhiên em có một cái cảm giác á, giống như ngày mai á, anh sẽ là một người tỏa sáng. Khi cất tiếng hát lên là bao nhiêu fan hâm mộ sẽ vỡ òa. Chắc chắn anh sẽ cầm cúp trong tay và lúc đó chắc chắn anh sẽ không quên Hùng Dũng em, đúng không? Làm sao mà quên Hùng Dũng được? Ê, nhớ đừng quên Minh Hoàng luôn nha. Tiên Sa, Tiên Sa. Nhớ nha. Trời ơi, mấy người làm em xúc động quá. Sơn Tường này sẽ khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của các người. Một ngày nào đó Sơn Tường sẽ trở thành ngôi sao, sẽ không bao giờ quên ơn của các người đâu. Đó, đây chính là tốt chứ không một ngôi sao. Để tôi chống mắt lên coi mày làm cái gì. Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Sao? Cảm giác của anh như thế nào khi ăn chén yến của em? Ngon quá. Quá ngon đúng không? Anh ăn cái tô cháo sung của em, anh thấy sung chưa? Anh ăn hết luôn rồi nè. Gà ác có chuyện sao? Gà ác hả? Em húp hết trơn nước luôn. Đã. Phải vậy chứ. Anh thông báo cho anh, từ bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng để ủng hộ hết mình cho anh á. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Anh yên tâm đi, anh tỏa sáng chứ trong vòng bữa nay là anh sẽ là quán quân một ngôi sao. Ê, còn bước cái bước tập dược sao? Đội hình biểu diễn rồi. Vô đội hình, về chỗ lên, chỗ lên. Tất cả mọi người chuẩn bị á. Và bây giờ phần dự thi của thí sinh Tô Sơn Tường xin được phép bắt đầu.
coi, mình ồn ào quá. Mình làm cái gì phải vừa liều liều lượng, phải không? La quá làm sao ca sĩ mà sao thí sinh hát được, phải không? Bây giờ là mình vô cái vấn đề mà câu khẩu hiệu nè, nhớ chưa? Nhớ rồi. Chuẩn bị. Sơn Tùng, có một cá. Sơn Tùng, chiến binh thắng. Sơn Tùng, có một cá. Sơn Tùng, chiến binh thắng. Sơn Tùng, có một cá. Sơn Tùng, chiến binh thắng. Sơn Tùng, có một cá. Yes. Tốt rồi. Ra cô xe sao tới đâu rồi? Để lên. Vậy phút tỏa sáng anh gần tới rồi. Anh đi tắm đi. Anh từ uống nước. Vậy à, vậy. Mày đứng im đó. Vậy. Mày đưa cái gì cho ca sĩ uống? Nước lọc hả? Gì vậy? Thôi không sao đâu, Thiên tài tốt mà. Thiên tài có người bạn tốt của anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh sẽ ghi nhận tấm lòng của tài. Cố lên này, uống nhiều vô. Rồi. Thôi uống nhiều vừa thôi. Uống nhiều vậy no bụng sao lên hát. Sẽ tới rồi. Tất cả mọi người lên được. Sẽ tới rồi hả? Tất cả chú ý. Vậy bây giờ chúng ta hãy hô câu khẩu hiệu đó từ đây ra tới xe. Rồi. 2, 3. Sơn Tùng có một ngã. Sơn Tùng bạch chiến binh thắng. Sơn Tùng có một ngã. Sơn Tùng bạch chiến binh thắng. Sơn Tùng có một ngã. Sơn Tùng bạch chiến binh thắng. Sơn Tùng có một ngã. Sơn Tùng bạch chiến binh thắng. Có một ngã. Ủa cái gì vậy? Sao vậy? Sơn Tùng bị sao vậy? Bị gì vậy? Đau bụng quá. Để thấy vợ biết nhậu không đau. Còn ngay giờ phút này đau bụng làm sao? Lên sân khấu rồi. Ráng đi. Bây giờ ráng nghe đi. Tại mấy người chứ ai. Không đi bây giờ ráng ra đi tới chỗ thi đi rồi muốn làm cái gì làm. Chứ không thôi là không kịp đâu. Chịu hết nổi rồi. Mấy người cho tôi ăn uống đủ thứ hết bây giờ. Ráng đi hát xong đi anh. Không, nó không có thi, không có hát gì đâu. Chịu hết nổi rồi. Lại không hiểu đâu. Sơn Tùng có một ngã. Sơn Tùng bạch chiến binh thắng. Sơn Tùng có một ngã. Sơn Tùng bạch chiến binh thắng. Sơn Tùng ông đá hoài, ông gục ở trống rồi kìa. Trời ơi. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm